Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú chị đang xem kênh Thành Quyền Vlog. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Thành Quyền xin phép được cập nhật một số những cái diễn biến nóng liên quan đến Hồng Phượng và bộ show Thủy Lê. Vừa mới có một cái nội dung trả lời trên một số các cơ quan báo chí liên quan đến đêm nhạc diễn ra vào ngày 30 tháng 8 tại phòng trà Bến Thành. Với cái thông tin về quá trình bán vé, thậm chí là đêm nhạc sẽ diễn ra như thế nào, khi mà có rất là nhiều những kiến trái chiều, bình luận tiêu cực vẫn đang tiếp tục diễn biến trên phòng trọng hạng. Bên cạnh đó thì về cái thông tin về sự việc của Hoa hậu Phương Lê, sáng ngày hôm nay mình có một video clip phản biện về cái nội dung mà cái video clip 18 cộng của chị Phương Lê, một số những hình ảnh được loan truyền trên mạng xã hội cực kỳ nhạy cảm, nó làm mất đi cái thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng đến người phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa đó, chị này lại mang danh đó chính là Hoa hậu. Thì ngay lập tức mình thấy rằng là rất là nhiều fan của chị này vào bình luận cho rằng là Thanh Quyền nên chuẩn bị tiền phạt đi. Hoa hậu Phương Lê cũng đã tuyên bố kiện tụng rồi. Bất cứ ai sử dụng gọi là hình ảnh video clip của chị này, hay là cho đến là nhắc tên của chị này, thì đều sẽ bị gọi là chị kiện lên công an thành phố, vân vân. Thì đó, mình cũng gọi là xin được gửi đến các fan của chị Phương Lê, nếu đã như vậy thì nên gửi luôn cái clip này cho chị Phương Lê chị nghe, để chị tiếp tục củng cố lập vi bằng bằng chứng để mà kiện lên phía cơ quan chức năng. Bởi vì đó, nội dung này mình cũng sẽ tiếp tục lên án những cái hành vi này, và thậm chí rằng là gửi lời đến Phương Lê, Hoa hậu Phương Lê đó nên lên trên mạng xã hội gọi là ngay lập tức đính chính và lên tiếng xin lỗi khán giả, tháo gỡ bỏ tất cả những cái video clip, những hình ảnh có liên quan đang được gọi là tràn lan trên mạng xã hội nếu như vẫn còn lưu trữ, thưa quý vị. Bởi vì những cái hình ảnh này đó thì chúng ta thấy rằng là kể cả người lớn của chúng ta khi mà xem và nghe nó cũng còn phải đỏ mặt tía tai, chứ đừng nói chi mà những đứa trẻ nó xem được. Mạng xã hội như nền tảng Facebook hay là các nền tảng khác, TikTok, thì mình thấy rằng là giới trẻ bây giờ sử dụng rất là nhiều, ai cũng có điện thoại. Và cái việc mà một người gọi là làm văn hóa như chị này, mang danh là Hoa hậu đó, kể cả chồng của chị bây giờ là anh Vũ Lưng đó, là những người của công chúng, là người làm văn hóa, vậy thì muốn truyền tải cái gì trong những video clip này với những cái hình ảnh này, thưa quý vị? Cần phải lên tiếng xin lỗi đính chính khán giả ngay lập tức, chứ không phải là một trong những cái động thái đáp trả và tuyên bố kiện tụng hòng bịt miệng người khác, thưa quý vị. Đây cái là điều mà mình gọi là thấy rất là rõ ràng. Cái video clip này đó thì mình không muốn phát tán lại nữa, bởi vì có lẽ cô chú anh chị cũng đã xem hết rồi. Nhưng mà một số những hình ảnh này mình cũng xin phép được gửi đến chị Phương Lê. Nó như thế này thì không biết rằng là cái thời điểm mà chị gọi là cố tình hay là vô tình. Có phải là cố tình để mà câu view, live stream, lôi kéo người xem để chị bán hàng hay không? Mà dù cố tình hay là vô tình đi chăng nữa, cho dù là vô tình đi thì cũng phải gọi là tháo gỡ và xin lỗi đính chính. Bởi vì bản thân mình là một người làm văn hóa, là mang danh là Hoa hậu, mà theo mình được biết đó thì dạo gần đây BIA truyền thông thì rất là nhiều các kênh YouTube tăng bốc chị là người có trí thức, có gọi là trí tuệ, nhan sắc thì xinh đẹp, nói chung là danh nhân thành đạt. Vậy thì mình có rất là nhiều những cái cách để mà BIA truyền thông mà bán hàng, giống như mà lời Thám Tử Cao nó nói rằng là đây là cái câu chuyện từ xa xưa rồi, và cái việc mà bán cái hàng nào thì có cách quảng bá truyền thông cái theo cái hướng đó. Nhưng mà ở đây chị là một hoa hậu, nhưng mà lại có những cái phát ngôn nó phản cảm. Thật ra cái cách bán hàng, bán cái mặt hàng nào cũng đều có cái cách để mà bia mà cô chú anh chị, tại sao lại lựa chọn một cái cách nó gọi là nhạy cảm, nó phản cảm mà nó gây gọi là mất đi thuần phong mỹ tục như vậy? Mang danh là một hoa hậu, là một người làm văn hóa mà lại phát ngôn như vậy cho là bình thường, thì đây là một điều không thể chấp nhận được, thưa quý vị. Thậm chí những cái hình ảnh mà gọi là nó mang tính chất nhạy cảm đồi trụy như thế này, thì được lan truyền trên mạng xã hội là với cái hình thức gì? Nó phải đi, nó xấu đi cái hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam. Mình nhắc đến Hoa hậu đó, bữa giờ cô chú anh chị thì chúng ta thấy rằng cũng quá nhiều những cái lùm xùm rồi. Nghe đến Hoa hậu có lẽ rằng cô chú anh chị cũng phải ngán ngẩm về những cái câu chuyện này. Là một Hoa hậu, theo một thông tin mình tìm hiểu,
trên báo chí đó thì Hoa hậu Phương Lê là Hoa hậu quý bà năm 2017 với những cái từ ngữ như thế này: là đại diện cho nhiều hình mẫu người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, tài năng, tự tin, làm chủ cuộc sống. Chính vì thế Hoa hậu Phương Lê được ngưỡng mộ nhờ nỗ lực trong sự nghiệp. Thì là một người hình mẫu cho người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, tài năng, nhưng mà với những cái gọi là phát ngôn, những cái cách gọi là PR bán hàng nó gọi là nhạy cảm, đồi trụy như thế này, thì không biết rằng mang tới cái hình ảnh gì cho người phụ nữ hay là người của một hoa hậu ở Việt Nam cả. Thế các vị, đây là một trong sự việc mà mình cần phải gọi là lên án. Còn cái câu chuyện đời tư cá nhân của chị mình không quan tâm. Cái câu chuyện chị gọi là ví dụ như là đời tư của chị với anh Lưng hay là tình cảm như thế nào đó, không có PR hay là cái như thế nào đó, mình cũng cần không cần thiết nữa. Cô chú anh chị không cần thiết quan tâm cái điều đó, nhưng mà chị phải cần lên tiếng để mà xin lỗi khán giả về tất cả những cái nội dung mà nó nhạy cảm, đồi trụy như thế này, nó gây phản cảm đối với người xem, đặc biệt là muốn truyền bá những hình ảnh gì. Nếu như chị là một người TikToker, một gọi là một người bán hàng livestream trên mạng thì nó bình thường, nhưng mang danh là một người làm văn hóa, hoa hậu, và chồng của chị bây giờ là một nghệ sĩ ưu tú, thì chị cần phải lên tiếng xin lỗi tất cả khán giả về những cái nội dung này, không cần phải nói nhiều đó. Bởi vì sao cả nhà? Thì nó đến gọi là những cái đứa trẻ xem trên gọi là không gian mạng, rồi trên TikTok, trên Facebook, thì nó ảnh hưởng như thế nào khi mà mình là một người gọi là đại diện công chúng, khiến đứa nhỏ này sau này nó học theo làm sao, nó livestream, nó bán hàng hay là nó làm những cái điều vậy, phát ngôn vậy đấy, thì nó có đúng là một người gọi là truyền tải mang những hình ảnh đẹp cho người phụ nữ Việt Nam là mừng cho gọi là hoa hậu hay là nó mang lại những cái hình ảnh tiêu cực. Sau đó rồi còn lên gọi là khẳng định là thượng tôn pháp luật, rồi cho đến là tuyên bố đi kiện tụng người khác, vân vân. Nhưng mà trên thực tế những video clip này là hoàn toàn là do chính bản thân chị là người đã gọi là livestream, đã phát ngôn ra, chẳng qua cắt ghép. Nếu như cắt ghép đó thì gọi là phải gọi là điều tra xem xét ai cắt ghép và nội dung cắt ghép để mục đích để làm gì, hãm hại, bôi nhọ danh dự người khác, thì cũng phải xử lý theo đúng quy định pháp luật, mình không có ngại. Cho nên là mấy anh chị fan của chị Phương Lê nhắn gửi cho chị ấy đi đó, rằng là những tất cả những cái nội dung mà nó nhạy cảm, đồi trụy như thế này cần phải ngay lập tức được tháo gỡ, và Phương Lê phải lên tiếng đính chính xin lỗi tất cả khán giả về hành động của mình đã làm xấu đi cái hình ảnh của gọi một người làm văn hóa nghệ thuật và một người mang danh là hoa hậu. Chứ đừng nghĩ rằng là mình là hoa hậu, mình có tiền thì mình gọi là nói gì cũng được, chửi ai cũng được, người ta gọi là lên án mình thì mình lại đe dọa kiện tụng vân vân, nghe mắc địch lắm, mình nói thẳng luôn nha cô chú anh chị. Còn liên quan đến cái câu chuyện mà của cô cháu gái thì mình cũng xin cập nhật gửi đến quý vị, khi mà Phượng cùng với bộ xô Thủy Lê cũng mới chính thức lên tiếng về cái câu chuyện tình hình bán vé trong cái xô điềm diễn sắp tới 30 tháng 8 tại phòng trà Bến Thành. Thưa quý vị, xô diễn đánh dấu sự trở lại của ông Phượng, cháu gái nghệ sĩ Vũ Linh gặp vận đen khi bị lan truyền thông tin hủy xô sát ngày biểu diễn. Xô diễn này tổ chức vào ngày cuối tháng 8 tại phòng trà Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh. Trước thông tin trái chiều thì bộ xô Thủy Lê, người mời ông Phượng biểu diễn, đã lên tiếng đính chính. Bà Thủy Lê cho biết đêm nhạc vẫn diễn ra bình thường chứ không có chuyện bị hủy như thông tin đang đồn thổi lan truyền trên mạng xã hội. Mình cũng đang rất là mong đêm nhạc sẽ diễn ra như thế nào chứ mình cũng không mong hủy nha cả nhà. Nhiều người đang cắt ghép đồn đại không đúng sự thật để phá xô. Hiện tại tình hình bán vé cho xô diễn ra khá tốt, chúng tôi đã bán được hơn nửa vé, dù còn khoảng 3 tuần nữa mới chính thức diễn ra. Số vé Super VIP đã bán gần hết. Vé có giá các hạng như là 1.800.000 đồng và 600.000 đồng. Tôi đánh giá là tình hình bán vé tốt, hy vọng tới ngày diễn ra sẽ đầy chỗ. Tình hình bán vé thì thông báo là bán hơn phân nửa rồi. Bán vé rất là tốt, với vé tổng 1.800.000 đến 600.000 thôi, chứ không có cao ha. Thì nhìn thấy rằng cái điều đầu tiên á, cái câu chuyện mà bán vé có hết hay không hay được bao nhiêu đó, thì bây giờ phát ngôn nó còn sớm lắm, mà cái câu chuyện này nó cũng không đánh giá được
là cái vấn đề mà khán giả họ có gọi là tiếp tục tẩy chay hay không, và đêm nhạc có diễn ra thành công hay không. Bởi vì cái câu chuyện một đêm diễn nó không đánh giá được gì cả, và cái tình hình bán vé đó thì hoàn toàn người ta muốn nói sao người ta nói chứ, có chứ anh chị. Không lẽ bây giờ nói rằng ừ trời ơi chưa có bán được vé nào hết trơn hả? Đâu có được đúng không? Cho nên phải nói vậy thôi. Tình hình bán vé thì nói chung mình cũng không có biết, và chị muốn nói sao chị nói. Nhưng mà mình nghĩ rằng đó, với cái mức giá này thì chúng ta thấy rằng rõ ràng cái sự nó chênh lệch rồi, chênh lệch chênh lệch như thế nào giữa cháu gái và con gái rồi, đúng không cô chú anh chị? Đồng thời bộ show này cũng khẳng định việc phòng trà Bến Thành không thông báo về lịch diễn của Hoàng Phượng trên fanpage là vì đêm nhạc do bà thuê địa điểm tổ chức chứ không phải phòng trà Bến Thành làm rồi mời Hoàng Phượng đến. Chương trình này do tôi tự làm, tôi thuê mặt bằng, vậy nên phòng trà sẽ không hỗ trợ đăng tải lịch diễn trên fanpage với những thông tin tiêu cực, trừ khi tôi giới thiệu poster đêm nhạc. Từ khi tôi giới thiệu poster đêm nhạc thì đã bị anti-fan tấn công rồi. Họ nhắn tin với những nhiều từ ngữ công kích tiêu cực và đánh giá một sao, bộ sô Thủy Lê nói. Điều này thì có lẽ rằng ai cũng sẽ dự đoán từ trước, bản thân Phượng và cô này khi mà tổ chức cũng lẽ có lẽ cũng phải dự kiến được rồi nha. Bên cạnh đó, Thủy Lê cũng chia sẻ lý do để chị làm đêm nhạc với ông Phượng là vì cảm nhận được tình yêu âm nhạc, nghệ thuật từ cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh. Theo nữ bầu show, việc làm đêm nhạc là hành động để tiếp lửa cho Phượng giữ gìn cái nghề và đam mê từ người cậu nổi tiếng. Thì thưa quý vị, thật ra chúng ta thấy rằng đâu có ai mà có được cái năng lực kêu gọi khán giả vào tẩy chay đâu. Bản thân Loan nó cũng không có bao giờ làm cái điều đó, không ai kêu làm điều đó, mà có kêu cũng đâu có được, đúng không cả nhà? Thì chỉ trừ khi khán giả người ta đánh giá, người ta nhìn nhận qua những cái phát ngôn, qua những cái việc làm, qua những cái lời nói, qua những cái hành động của mình. Bởi vì một người khán giả đó họ phải cần gìn giữ cái gì? Gìn giữ thứ nhất là phát huy tài năng, thứ hai là cái vấn đề mà thân thiện với khán giả. Một người làm nghệ thuật văn hóa thì phải truyền tải đến cho người xem, người nghe, người nhận những cái điều tốt đẹp nhất, kể cả về gọi là chỉnh chu về cái sản phẩm, rồi cho đến là cái con người của mình. Vậy thì mới gọi là một người làm văn hóa, làm nghệ thuật. Chứ mà nói chuyện đơn giản, nó chỉ nói riêng về tài năng đó, thì có lẽ rằng biết bao nhiêu người người ta vẫn có đầy tài năng đó cô chú anh chị. Tràn lan ca nghệ sĩ, tràn lan cái câu chuyện mà hoa hậu, bông hậu. Thì mình thấy rằng là cái vấn đề hoa hậu đến bây giờ vẫn đang là một cái chủ đề gọi là có thể nói là đang rất là được nhiều người quan tâm, nhức nhối đó cô chú anh chị. Trong đó có cái cô hoa hậu Phương Lê. Về phần Hồng Phượng có bày tỏ lúc mới nhận được đề nghị làm show đã rất lo sợ, không biết khi đi hát thì có làm cho các đồng nghiệp khác bị ảnh hưởng hay không. Thêm nữa, Hồng Phượng lo lắng sẽ khiến phòng trà Bến Thành rơi vào tình huống xấu như những nơi trước đây từng mời cô biểu diễn. Phượng chia sẻ, tôi đã nói điều này với bầu show và được trả lời là không sao cả. Chị ấy muốn tôi tiếp tục con đường nghệ thuật chứ không thể sợ hãi mãi như thế. Dẫu vậy, đúng như dự đoán, từ lúc chương trình được công bố thì nhiều người đã vào fanpage của phòng trà để đánh giá một sao và dùng lời lẽ công kích tôi. Thì có lẽ rằng là họ rất là mong muốn trở lại được cả nhà. Ghiền chứ sao không ghiền. Muốn hát lắm chứ sao không muốn hát cô chú anh chị. Chứ đó là cái nghề, cái nghiệp mà. Nhưng mà nó đã được dự đoán từ trước rồi. Như mình đã nói, ngay thời điểm này cũng không phải là một thời điểm thích hợp. Phải biết thời điểm thích hợp. Mặc dù là đam mê đó, nhưng mà để tránh những cái lời lẽ công kích và show mà diễn ra được thành công hơn, thì có lẽ rằng là không nên gọi là có những cái động thái mà họp báo rồi thách thức mạnh mẽ đến như vậy, đúng không cả nhà? Cái việc mà bạn gọi là họp báo, bạn công bố, bạn thách thức, bạn tuyên bố, bạn chứng tỏ rằng là mình mạnh mẽ, chứng tỏ rằng là mình không bỏ cuộc cái này kia đó, chẳng qua đó cũng chỉ là một lời đáp trả với khán giả. Và mình thấy rằng nó rất là dại dột để mà đi một người nghệ sĩ mà đi đấu với khán giả, đấu với người yêu thương, người mà cho mình những cái danh tiếng, cho mình những cái gọi là tiếng tăm, thậm chí là nuôi sống ta. Bằng nếu mà hát không có khán giả thì làm sao có tiền cả nhà, ai mời, đúng không? Thậm chí là nuôi sống luôn đó. Và là khi mà đấu đá với họ thì rõ ràng chúng ta đang rất là dại dột rồi, đúng không cả nhà? Cái việc mà tuyên bố như vậy thì mình tin rằng cũng vẫn sẽ có những người ủng hộ thôi, bởi vì xã hội thì luôn có hai ý kiến. Nhưng mà quan trọng đó là nó ít hay nhiều,
người ta ủng hộ mình ít hay nhiều, mà mình cảm nhận được cái việc làm đó nó phù hợp, nó đúng đắn hay không. Thì ngay thời điểm này thì mình nghĩ rằng đêm một đêm nhạc nó sẽ không có được thể hiện rằng là nó sẽ gọi là có cái sự quay trở lại được hay không, nó tốt hay không. Cũng có thể lần này thì họ bỏ rất là nhiều công sức, thậm chí là tiền của ra để làm cho một cái đêm nhạc thành công, có nhúng tay của những cái thành phần hỗ trợ. Nhưng mà sau đêm nhạc này rồi thì sao? Tức quý vị, sau đêm nhạc này rồi thì sao? Cái sự gọi là cố gắng như vậy nó có kết quả, kết cục hay không? Khi mà drama chưa kết thúc, khi mà câu chuyện tranh giành tài sản chưa dừng lại, thì mình tin rằng cho dù họ có công sức tổ chức thêm 10 hay là 15 đêm nhạc giống vậy đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ chẳng có một cái kết quả gì cho nó có thể gọi là tích cực hơn trong cái tương lai sự nghiệp của cô cháu gái trong khoảng thời gian sắp tới. Bởi vì mà không thể nào mãi cứ tiếp tục như vậy, đúng không cả nhà? Một nghệ sĩ thì cần có sự một lượng khán giả nhất định yêu thương thật sự, có nơi có chỗ đàng hoàng, chứ không phải là cứ tự mình làm, tự mình bỏ tiền ra, tự mình có kéo rồi lần đó là tổ chức họp báo rồi lên thách thức lại thông báo, nói chung là nhiều thứ để mà làm một cái chương trình. Thì đó là cái nội dung quan điểm cá nhân trong cái câu chuyện ngày hôm nay, cũng như là lời nhắn gửi trực tiếp đến Phương Lê nha. Những ai mà đang là fan của Phương Lê, chị Bông Hậu đó, tuyên bố kiện tụng gì đó, thì nên nghe cái clip này, gửi cái clip này cho Phương Lê nghe trực tiếp đó, lên để mà đính chính xin lỗi khán giả đi. Chị là một hoa hậu, là một người làm văn hóa thì nên có gọi là cái trách nhiệm, một cái gọi là cái hình ảnh, cái nội dung phát ngôn của mình ra, chứ không phải là cái phát ngôn bừa bãi vì cái mục đích gọi là bán hàng, câu view, câu like như vậy. Mình thấy thằng Thám Tử Cao á, mở miệng ra đó là biết là thằng này nó ngu rồi. Cô chú anh chị khen Phương Lê trình độ học vấn tri thức. Những cái người có trình độ học vấn tri thức, người ta không có dùng cái drama, người ta không có cái dùng những cái chiêu trò bia bẩn vậy. Mình nói thẳng luôn, ta có cách tư duy trình độ để mà làm phát triển sự nghiệp bán hàng một cách khác, chứ không phải mà dùng những cái hình ảnh này, đúng không cả nhà? Càng nói ra nó càng tăng bốc người ta thì nó càng khiến gọi là người ta càng nhìn nhận ra những cái điều ngược lại cả nhà. Nếu mà Phương Lê sáng suốt thì lên đính chính tất cả những cái điều này rồi xin lỗi khán giả một cách chân thành nhất, thưa quý vị, để cái lòng không phải là mất đi những cái hình ảnh của người phụ nữ và bản thân của cô này, thậm chí cái danh hiệu sẽ bị lung lay, hoa hậu bông hậu gì đó, hoặc là chị nên từ bỏ luôn, đừng có xưng là hoa hậu bông hậu hay là hoa hậu quý bà hay hoa hậu danh nhân gì đó. Mình từng nghe cô này cũng là á hậu danh nhân, rồi là hoa hậu quý bà, hòa bình gì đó nha cả nhà. Thì không biết rằng là cái vị đánh giá như thế nào về cái câu chuyện này. Thì mỗi kiến đóng góp để lại dưới phần video, và mình mong rằng có được cái sự phản hồi của Phương Lê và chồng của cô ấy nha cô chú anh chị. Xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.